không bị bệnh thì tốt biết mấy. Anh nói ai điên khùng vậy? Anh nói ai điên khùng? Không không, nè, bình tĩnh lại. Anh không nói em. Anh không nói em, anh nói cô gái ngoài kia thôi. Anh không có nói em. Anh ơi, anh nằm xuống đi. Sao vậy? Anh nằm xuống đi. Hay để em kêu con nở lấy nước cho anh ngâm chân nha, nha, nha. Thôi. Để lúc khác đi. Hả? Anh chiếm được tài sản của ông họ Đồng chưa? Hả? Trời ơi, dữ. Không cần chờ gì nữa, mừng đi. Mau lên. Cô ta là ai vậy? Sao tự nhiên vô trong phòng này? Anh đuổi cô đi đi. Cô đi ra ngoài đi. Không cần tôi la lên bây giờ đó. Bắn ra. Nghĩ đi. Sao ông còn chưa vô ngủ? Tôi chưa có buồn ngủ, sao bà không ngủ đi? Cha má cũng không ngủ được sao? Thấy thằng Tài như vậy á, sao má ngủ được chứ? Từ nhỏ tới giờ nó sống sung sướng, chưa hề động tới cái móng tay. Bây giờ phải ra đi không một xu dính túi như vậy, ra đi tay không như vậy thì bằng sao nó sống hả ông? Má nó phải đó cha. Hay là cha cho em về nhà lại đi cha. Nó bằng sai á thì mình rầy la trách phạt bằng cách này hay cách khác cũng được. Đâu nhất thiết là đuổi nó ra khỏi nhà như vậy đâu cha. Đó, thằng Thế nó còn đau lòng xót dạ như vậy đó. Còn ông á thì không đau lòng gì hết. Ông à, ông cho nó cơ hội đi. Cho nó về rồi tìm cách khác mà trách phạt nó, nghe ông? Nếu tôi không có dùng biện pháp mạnh như vậy á thì làm sao mà nó thay đổi được? Ông bằng vậy ông chẳng khác nào ông chôn sống con hết. Nó có tay có chân, nó không có chết đâu bà sợ. Nhưng mà trước giờ thằng ba chưa hề mần một chuyện gì hết. Bây giờ bị cha đuổi đột ngột như vậy, con sợ em ấy chịu không nổi đâu cha. Nếu nó muốn sống thì nó sẽ không chết. Còn nếu nó sống mà nó lười biếng, nó không kiếm được miếng ăn, thì thôi nó chết luôn cho đầu đi. Thằng Tài nó còn có vợ con nó nữa. Ông mần như vậy ấy, không khác nào ông khiến cho mẹ con Thảo có chồng cũng như ở giá vậy đó. Ở giá cái gì? Nếu nó biết thương vợ, nó biết thương con nó thì nó phải biết cách thay đổi. Vậy thôi. Ông thiệt là chặt lòng chặt dạ quá mà. Đó. Chính vì cái tánh mà bà thương con như vậy đó ha, cho nên nó hư là phải rồi. Thôi bây giờ tôi không nói gì nữa hết á. Tôi không muốn nghe bà cái chuyện này nữa, được không? Cha. Ông thiệt là chặt lòng chặt dạ mà. Thôi, má đừng buồn phiền quá mà sinh bệnh. Bây giờ cha đang giận nó như vậy, đợi ít bữa nữa khi nào mà cha bớt giận thì má con mình xin cho thằng ba về nhà lại nha má. Liệu ông có nghe không? Con nghĩ cha sẽ đồng ý cho em quay về mà. Thôi cũng khuya rồi, để con đưa má vào phòng nghỉ nha má. Ừ,
Ủa, mày mới đi đâu về vậy? Tôi qua chỗ má. Vì chuyện thằng Tài mà má buồn dữ lắm. Rồi à, mình có xin cha về chuyện của chú Tư không? Có. Tôi với má cùng xin. Rồi à, rồi cha nói là sao? Cha vẫn cương quyết không đồng ý. Thôi, chuyện gì qua thì mình cứ để cho nó qua luôn đi. Chứ ủ rũ vậy cũng có ích gì đâu. Mà tôi nghĩ mình cũng đừng có xin cha về chuyện của chú Tư nữa. Mình nói vậy là sao? Mà bây giờ chú Tư đã không có ở nhà rồi, cha đã buồn phiền lắm rồi, thì mình đừng có nhắc chi cái chuyện đó nữa, rồi làm phiền cha thêm. Cho nó yên đi. Thôi, mình lên ngủ đi. Mình ngủ trước đi. Mợ cứ bỏ đó, về phòng nghỉ đi. Không ra á, mợ mần nhiệt dứt dã rồi. Cứ cố vậy hoài á, không tốt cho mợ đâu. Mợ làm chung với mọi người cho xong rồi đi nghỉ luôn. Nhiều việc mà nhiều người làm cho xong sớm, mọi người cũng về nghỉ sớm. Mợ Tư lớn á, đúng là quá tốt bụng, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác hết á, không như mợ Tư nhỏ, lúc nào cũng kiếm chuyện hành hạ người bần. Đúng rồi đó. Bởi vậy, nhất là mợ Tư nhỏ, lúc nào cũng cái tánh là hả, lên mặt với người này người kia. Lúc nào cũng thích sai người khác làm việc, mà làm sai á là ăn chửi. Thấy giờ không đó, điên rồi, quả báo đó, đáng đời. Thôi đi, đáng gì mà đáng. Thiệt hài bà tỉnh táo còn hơn á. Bà mà điên điên khùng khùng vậy á hả, chỉ khiến bà Thảo càng cực thêm thôi. Lo cho bà đủ đường hết đó. Mấy đứa đừng có nói vậy. Thật sự bây giờ dì ấy rất là đáng thương. Mợ thiệt á, em thấy mợ á thì quá tốt luôn. Mợ là tiên trên trời á, chứ không phải là người phàm ở đây đâu á. Nghĩ sao lúc trước người ta ác, người ta hành hạ mợ đủ đường vậy á, mà mợ vẫn bỏ qua, vẫn lo lắng chăm sóc đủ đường cho người ta vậy á. Thiệt em thấy thương mợ hơn á. Bây giờ dì ấy giống như một đứa trẻ, đầu óc có nhớ cái chi đâu. Mợ cũng quên hết chuyện trước đây rồi. Bởi vậy bây giờ dì ấy rất là đáng thương, nên mợ muốn chăm sóc cho dì ấy thôi. Thiệt em thấy mợ tốt ghê luôn á. Em nghĩ mợ là tiên chứ không phải người thường. Mà mợ biết nàng tiên thứ hai của em là ai không? Không. Kế bên á. Thank you.
Chúc mừng cho kế hoạch chúng ta bước đầu được thành công. Mà mình loại được thằng Tài, coi như tôi với Dự trút được gánh nặng lớn. À, anh hai có phản ứng gì hay không khi thằng Tài bị đuổi như vậy? Đừng có nhắc tới ổng nữa, nhắc tới tôi càng bực bội thêm. Sao vậy, có chuyện chi? Thì chuyện thằng Tài bị đuổi ra khỏi nhà, tôi chưa kịp vui mừng thì cái mặt ổng chuột ụ một đống. Hỏi ra thì mới biết là ổng xót dạ cho thằng em trai của ổng, sợ nó ra ngoài đường đói khát. Đúng là ngu thiệt mà. Cũng không trách anh được. Từ đó tới giờ tính anh hiền lành, có lòng thương người. Biết phải làm sao bây giờ? Hiền quá, đâm ra nhu nhược, vô tích sự. Mà chuyện của con Dung đó, tôi biết là Dự cũng xót cho cô ta, nhưng mà do cô ta bạc phước cho nên mới sinh ra điên khùng. Mà mình không mừng như vậy thì có ngày cô ta sẽ vạch trần bộ mặt của tôi với Dưỡng đó. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ á là thằng Tài đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Mình phải làm sao để nó không được quay trở về căn nhà này nữa? Thì coi như chuyện của thằng Tài bây giờ là ổn. Nhưng mà tôi với Dưỡng phải tìm cách xử lý thằng con trai của nó. Chẳng phải bây giờ là bà hội đồng đang chăm sóc nó hay sao? Dễ hơn khi chị ra tay đó. Nè. Dạ dạ chào cậu. Đem sổ sách của cửa tiệm và tiền của cửa tiệm ra đây, để hôm nay tao kiểm tra. Dạ dạ cái cửa tiệm này á, dành tôi hàng ngày á. Con đâu có quản lý đâu, nên con đâu có tiền đâu mà đưa cho cậu. Mày không quản lý á thì ai quản lý chứ? Dạ là tôi quản lý. Cũng hay, nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn là chủ. Lấy tiền bán hàng đưa ra đây cho tôi. Lẹ lên. Tôi không thể nào đưa tiền cho anh được. Và cửa tiệm này là cha bằng chủ, chứ không phải là anh. Ê, tao là con của ông chủ thì cũng là chủ của cái cửa tiệm này. Vô lấy tiền đưa ra đây cho tao. Tôi chỉ mừng thư ý của cha thôi, là không được cho bất kỳ ai lấy tiền ở cửa tiệm này đi. Nếu anh muốn gì á, anh cứ tới tìm cha mà nói chuyện. Mày nên nhớ nha, tao là cậu tư của nhà hội đồng. Còn mày á, chỉ là con rể thôi. Mà con rể là cái gì? Thì cũng là người mần thuê cho cha tao thôi. Đừng có giỡn mặt với tao. Chắc là đã quên rồi, anh đã bị đuổi ra khỏi nhà. Kể từ lúc này, anh không còn là cậu tư của nhà ông hội đồng nữa. Thằng chó. Cậu, mày buông ra. Đây nè cậu ơi, buông ra. Buông ra. Mày buông ra. Buông ra. Đứng lại đó. Khốn nạn. Thật tuyệt khi được chăm sóc toàn diện, giúp ta thêm tự tin và hạnh phúc mỗi ngày. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương tươi mới với thành phần muối thảo dược, được tăng cường chất sắt rau tầm, collagen và vitamin beta, giúp dưỡng da, giảm tác động của lão hóa, cho da sáng sạch mềm mại tươi mới hơn. Dạ Hương, thành phần tự nhiên an toàn, cải tiến tối ưu, tăng cường dưỡng da để chăm sóc phụ nữ ngày càng tốt hơn. Giới thiệu BioAcibin Cool mới, công thức cải tiến tăng cường bào tử lợi khuẩn và nấm men, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ giảm rối loạn tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất. Giờ thì các con đã ăn ngon và lớn nhanh mỗi ngày. BioAcibin Cool, tiêu hóa khỏe, trẻ ăn ngon. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ai đủ cao để làm được trưởng nào? Dạ con. Abbott Glucon từ công thức G-Power Plus. Mẹ mong con cao hơn, thông minh hơn và lớn khôn cùng nhân cách tốt. Tặng ngay cùng một ba công dụng khi mua ba lon 900g Abbott Glucon. Khi bị ho khan, ho có kèo đã có thuốc ho Rostan. Rostan điều trị ho do viêm phế quản, viêm đường hô hấp cấp. Rostan dùng được cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Rostan thuốc ho cho cả gia đình. Rostan thảo dược của Cộng hòa Liên bang Đức, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đang khử mùi trắng da ăn sâm tươi với tô sữa tươi, dưỡng da trắng thơm miệng màng. Ăn sâm tươi dưỡng da trắng thơm miệng màng. Toàn là xảy ra những chuyện xui xẻo không mới chết chứ. Anh Tư của con á thì bị đuổi ra khỏi nhà, còn bà Dung á thì chết. Má nè, nhắc tới chuyện bà Dung chết á, con mới nói nha, cũng nhờ chị chết á mà gia đình mình mới về tận quê chị, mới phát hiện ra cha má giàu có trước đây của chị ngồi xuôi với nhà mình á, toàn là lường gạt gia đình mình không thôi à. Cũng may trước khi chết á, con Dung nó có dấu hiệu loạn thần, cho nên sở cảnh ti cũng không có điều tra gì hết. Nhờ vậy mà nhà mình không có gặp rắc rối đó. Cha cũng nhân từ quá rồi còn chi má. Cha đã đồng ý cho chị ta chôn cất trên đất của nhà mình. Suy ra chị ta cũng còn có phước. Chuyện con Dung á coi như đã xong. Còn chuyện thằng Tài thì thôi mà má đừng có suy nghĩ chuyện của anh Tư nữa.
rồi đâm ra sinh bệnh đó. Không nghĩ sao được chứ. Thằng Tài lâu nay á, nó quen sống trong nhung lụa kẻ hầu nghề hả? Mà bây giờ trong người không có một xu dính túi, mà sao mà không khổ tâm cho được. Con nói thiệt, con không muốn nói cũng không được. Nhưng mà má thấy đó, anh Tư của con gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, nhưng mà chị ta coi bộ bình thản lắm, không hề quan tâm lo lắng gì tới chuyện của chồng hết à. Khi thấy chồng gặp cái cảnh như vậy mà nó không có chút bận tâm, đúng là cái đồ bạc tình mà. Má, vừa nhắc thì chị ta tới kìa. Dạ Tư, qua đây tao biểu coi. Dạ, má gọi con. Tại sao chồng mày bị như vậy á mà mày bình thản như vậy hả? Chị ta có thương yêu vậy anh Tư con đâu mà quan tâm hả má. Nhiều khi á chị ta còn đang vui trong dạ nữa kìa. Kìa, chị ta rất là bình thản khi mà chồng mình gặp phải tai nạn xui xẻo và lớn đến như vậy. Mày á, mày đúng là đồ sao chổi mà. Mày về nhà tao, mày đem cái giận xui xẻo tới cho nên thằng Tài nó phải ra đi như vậy đó. Còn con chung phải chết. Tại sao người ra đây không phải là mày? Má không biết đâu. Ở ngoài chợ người ta còn bàn tán xôn xao về chị nữa kia kìa. Bàn cái gì? Người ta nói á là mợ Tư nhà hội đồng này á là sao chổi mà. Từ ngày mà rước mợ về á là cả gia đình này xui xẻo, cả nhà mình đều gặp tai ương hết á. Chị ta đúng là sao chổi thiệt mà. Đúng rồi đó, cái đồ sao chổi mà. Sao mọi người lại có những lời quá đáng với chị ấy như vậy? Nè, anh mừng cái gì vậy hả? Anh dám chỉ trích má tôi nữa hả? Tôi có sao thì nói vậy thôi. Người nào làm thì người đó chịu. Vì anh Tư gây ra chuyện lớn, bị cha đuổi ra khỏi nhà, tại sao mọi người lại chỉ trích và đổ hết tội lên đầu chị Tư như vậy? Không bằng ở chỗ nào? Nè, cậu đừng thấy được ông nhà trọng trọng á rồi cậu lên mặt lên bài. Cậu phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, hành động của cậu nghe chưa? Thưa má, con nghĩ má mới là người cân nhắc lời nói và hành động của mình gì hơn. Nè, mày, anh, tôi nói cho anh biết nha, không được hỗn hào với má tôi nha. Má, vậy tôi không muốn mọi người nhìn vào, đánh giá và chỉ trích má vì nghe theo những lời sàng bậy vừa rồi. Thôi mà, tôi xin nhượng đó, đừng có nói nữa được không? Người quyết định mọi chuyện là cha. Nếu muốn anh Tư trở về, tại sao mọi người không tới xin cha đi? Đàn này đổ hết tội lên đầu của chị Tư là sao? Con đưa má vô đi, để không thôi má tức chết. Má lệnh báo má tức chết với cái tội này. Tại sao lúc nào vừa có khiến tôi phải khó xử với mọi người như vậy chứ? Chị Tư à, chị phải mạnh mẽ lên. Chị cứ nhịn nhục như vậy hoài, họ sẽ được nước mà làm tới đó. Nếu muốn thoát khỏi cảnh này, chị phải sống cho bản thân mình và con của chị. Nè, hình như nhà hội đồng có ai chết phải không? Đúng rồi, hình như là con dâu thứ tử của ổng đó. Nghe nói là nó uống thuốc độc chết. Trời ơi, cô uống thuốc độc chết hả? Ờ, chết gì mà thảm thương dữ vậy trời. Thì đó, ghê quá. Sao cô lại dạy dột như vậy chứ? Bây giờ tôi không có ở nhà, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà, không thể nào đốt cho cô nén nhang được. Cô ra đi thanh thản nha. Tôi để quên tiền ở nhà, có thể bán thiếu cho tôi cái bánh này được không? Không có bán thiếu đâu, đi đi. Nè, bà có biết tôi là ai không hả? Tôi là con trai của ông hội đồng đó. Tôi là cháu ông hội đồng đây nè. Mừng ơn đi chỗ khác giùm đi. Cản được chẳng lớn người ta buôn bán. Nè, mà giận mặt với tôi hả? Ê, cái thằng kia. Ra chỗ khác người ta buôn bán. Bị xử hoại kia hả? Đến đây đi, đến đây. Cái gì? Đi ra chỗ khác. Sao hả? Biết đây là ai không? Hỗn hào vậy. Tại biết ai đâu. Tư nhà ông hội đồng đó. Ủa vậy hả? Đi chỗ khác đi. Thôi đi về. Đây. Cậu, cậu có sao không? Trời ơi, xem chút nữa là tôi không nhận ra cậu luôn đó cậu Tư. Tôi cũng không hiểu tại sao cha lại có thể đuổi cậu như vậy. À, cậu có hay tin gì chưa? Vợ hai của cậu á đã chết rồi. Tôi biết rồi. Nè, tôi còn ít tiền nè, cậu cầm đỡ đi, mua bánh ăn cho đỡ đói. Chứ bữa giờ chắc là cậu đói lắm rồi, có đúng không? Cậu giữ đi, giữ đi nha. Không cần đâu. Giữ đi cậu Tư. Dạ ông. Thưa cha. Cha má. Vô ăn cơm đi tụi con. Dạ. Má. Cảm ơn. Dạ, cha má. Ủa,
còn Hạnh đâu không ra ăn cơm. Vợ con cảm thấy không được khỏe trong người cho nên nằm nghỉ rồi. Con có kêu nấu cháo, lát nữa sẽ ăn sao? À, con phải để thì giờ để mà chăm sóc vợ của con đó nha. Dạ, con biết rồi. Thôi cơm mời cha má giúp nha. Cha má à, có khi nào chuyện chị ba bệnh là có liên quan tới cái chết của chị Dung không cha má? Con nói sằng nói bậy cái gì vậy hả? Má đừng có la con. Nhưng mà thật sự má nghĩ đi, chuyện mà chị ba bệnh á, có khi nào là do vong hồn của người đã khuất ám ảnh chị ba không? Cha với má, hay là cha với má mời thầy về đây trừ tà đi, cầu xin cho vong hồn chị Dung luôn đi. Chứ bà chết ở trong nhà này, thế nào hồn của bà cũng quanh quẩn ở đâu đây nè. Rồi hả, gia đình mình cũng sẽ xào xáo, rồi người này người kia bệnh hoạn đó cha má à. Mình không có mận cái gì sai á, thì không có gì phải sợ hết con. Mình có tôn trọng cái người đã khuất thì họ cũng sẽ tôn trọng mình thôi. Chỉ có những ai mận chuyện có lỗi với người đã khuất, bởi vậy cho nên hồn ma của họ mới tìm tới người đó mà phá thôi. Vậy cũng đúng. Từ đó đến giờ vợ của tôi ăn ở hiền lành mà, đâu có ở ác với ai đâu. Chắc chắn là sẽ không bao giờ có oan hồn hay làm khí gì để bám hết. Vợ cứ yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho vợ của tôi thật là cẩn thận. Rồi, ăn cơm đi. Dạ, ăn cơm đi con. Cả nhà mình ăn cơm. Cơm. Ừ. Con mời cha má ăn cơm. Đây bà, ăn đi. Chị ba, em nghe chị không khỏe cho nên em có nấu cháo gà, chị ăn miếng cho chị khỏe nha. Chị ăn một miếng thôi. Có chuyện chi chị tâm sự với em đi, đừng có giữ trong lòng như vậy sẽ gây phiền não đó. Ủa Minh Tư. Ờ Minh à, chị ba không có khỏe, suốt ngày không nói năng gì hết, cứ lầm lì lì à. Tôi nghĩ là anh đi mời doctor về khám cho chị ấy đi. Thôi được rồi, tôi cảm ơn Minh Tư. Ừ, anh ráng dỗ cho chị ấy ăn mấy miếng cháo chứ chị chưa ăn gì hết. Ừ, cảm ơn Minh Tư. Ừ, Minh à, mình ăn một chút cháo nha. Chị ba. Chắc có lẽ là dạo này tôi bận chuyện ở ngoài nhiều quá, không có thời gian ở nhà chăm lo cho vợ của tôi, nên vợ của tôi cũng buồn bực rồi mới trở nên như vậy. Không sao đâu. Thôi tôi biết rồi, tôi sẽ ở nhà chăm lo cho mình, không có bỏ đi như vậy nữa, có được không? Nè, nghe lời tôi đi, ăn miếng cháo đi mà. Không sao đâu, mình bình tĩnh đi. Mình à, không có gì đâu mà. Hả? Không sao hết. Má à, coi bộ tình hình chị ba trở bệnh nặng luôn rồi đó đa. Mà con nghĩ lần này còn nặng hơn lần trước nữa đó má. Thời gian trước á, thấy nó ngồi ngoài ra đây nói chuyện với mọi người, tưởng nó hết rồi, ai ngờ giờ nó trở bệnh nặng hơn. Mà con thấy từ khi con Dung nó mất là cô ba bị bệnh luôn. Có khi nào cô ba mần chi có lỗi với con Dung, rồi khi nó mất cổ sợ cổ sanh bệnh không má? Không, tính tình chị ba tôi cả nhà đều biết mà. Từ xưa tới bây giờ á, cả con ruồi con mũi chị ba con không dám mần hại nữa. Hà cớ gì mà phải gây sự với chị Dung chứ? Hình như là giữa con Hạnh với con Dung nó có cái gì đó không vừa lòng nhau một thời gian thì phải. Không có đâu má, cái lúc mà chị Dung trở bệnh điên điên á, chị ba còn vô phòng hỏi han nữa kia mà. Thôi bây giờ mình ngồi đây mà suy đoán cũng không được cái chi. Bây giờ điều quan trọng là mình phải tìm ra bệnh tình của cô ba, rồi tìm cách chữa trị cho cổ nữa đó má. Xíu đi Dung. Nhưng con ơi, má nhớ con quá. Thảo, Thảo ơi, Hiểu ơi. Thôi mọi đi lẹ đi. Con cảm ơn Dung. Thiệt tôi tội cho má của cậu quá, có con mà không được gần con gì hết trơn. Nhỏ ngủ chưa Vú? Dạ thưa chưa mợ. Vú nè, đưa tôi ẩm một chút đi. Dạ. Dễ thương quá.
Con trai dễ thương quá. À, tôi cứ đem cho vú nước mát kìa, vú uống đi. Dạ thôi mợ hai, tôi là thân phận người ăn cái ở trong nhà, tôi đâu có dám uống đồ của mợ đâu. Trời ơi, tôi tổn phước chết. Trời ơi, tại vì tôi thấy vú chăm thành nhân cực quá, cho nên tôi đem nước mát vô cho vú uống. Mà nước này tốt cho sức khỏe lắm đó nha. Dạ. Vú mà không uống là coi như phụ lòng tôi đó. Dạ mợ hai nói vậy thôi, tôi uống nè mợ hai. Dạ. Nè, vú uống. Dạ. À, dạ ngon lắm mợ. Hình như là nó ngủ rồi. Thôi vú canh nó ngủ đi. Dạ. Dạ dạ. Ngủ nghe. Ừ, ngủ nha con. Cũng ba sơ cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng hả? Số nó may mắn thật, bị mình lấy gối đè cho nàng thở như vậy mà vẫn không chết. Phụng, trả tiền cho thầy đi con. Dạ cảm ơn thầy nhiều, tôi gửi thầy. Dạ cảm ơn ông bà, cảm ơn mọi người. Dạ. Xin phép ông bà và con tôi về. Dạ. Bà thấy tội của bà chưa? Dạ. Cũng vì bà đó, ham ngủ như vậy, xém một chút xíu nữa thôi là cháu đứa con của tôi là chết rồi. Dạ. Từ giờ trở đi là tôi đủ việc bà. Xin lỗi ông bà, ông bà tha lỗi cho tôi. Ôi, có lại gì nữa, bà đứng lên đi. Cha, gây ra cái tội tày đình như vậy mà đuổi việc là thôi hả? Cha phải trừ luôn lương cả năm mới xứng đáng tội của bà đó. Đúng rồi, không có cho bà ta ra đi dễ dàng như vậy. Dạ. Trời, xin lỗi ông bà mà. Dạ, con xin cha má tha lỗi cho bà ấy. Dù gì chuyện này cũng xảy ra ngoài ý muốn, với hơn nữa hoàn cảnh của bà khó khăn, con xin cha má bỏ qua cho bà ấy. Con của thím mới bị người ta hại xém chết đó, là cháu đứa con của nhà này đó, mà bây giờ thím lại đi xin cho người ta. Trong chuyện này tôi thấy hơi bị nghi ngờ đó. Nè chị, Hổ Dữ không bao giờ thịt con hết á. Chị nghĩ như vậy á là thân đức lắm đó, chị có biết không? Thôi đủ rồi, bây giờ đuổi việc cho bà ra khỏi nhà vậy là xong. Dạ. Bây giờ không có bàn cãi gì nữa hết. Còn bà vô sẽ tìm bà vú khác á, tốt hơn cho thằng Nhân. Mày đưa đâu? Dạ. Đưa dạ. Bà ra ngoài đi. Dạ. Đưa bà đi đi. Giờ không có tính cái chuyện mà rước bà vú nào khác nữa hết á. Ông nói vậy là sao? Có nghĩa là bây giờ thằng Nhân nó sẽ trở về sống với mẹ nó. Cha, mừng vậy làm sao được hả cha? Chứ sao mà không được, chỉ có mẹ mới chăm sóc tốt cho con, nó cũng phải cần có hơi mẹ của nó chứ. Còn bà nữa, cũng tại vì cái tính cố chấp của bà đó, sẽ một chút nữa đã hại chết con người ta, bây giờ bà muốn lặp lại chuyện đó nữa hay sao? Còn cậu Thảo, nhớ chăm sóc hai đứa nhỏ cho thật tốt. Nếu cần gì cứ sai người ở trong nhà, nó sẽ giúp cho con, nghe chưa? Dạ con biết rồi, con cảm ơn cha. Ừ. Con đừng bực bội mà, đã không hại được con nhỏ đó mà ngược lại còn giúp cho nó săn sóc con nhỏ nữa chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao anh lại có thể ở đây được vậy? Anh đừng có ở đây nữa. Nếu cô muốn tôi đi, cô phải đền cho tôi một số tiền. Tôi làm gì còn có tiền mà đưa cho anh chứ? Bao nhiêu tiền mà tôi dành dụm được, tôi đã đưa cho anh hết rồi còn đâu nữa. Cô đừng có giỡn mặt với tôi. Cô có tin tôi hay lên cho tất cả mọi người biết về chuyện của chúng ta không? Lúc đó đứa con gái út của nhà ông hội đồng chắc đẹp mặt lắm ha. Tôi xin anh đó, anh đừng có mần bậy mà. Nếu không muốn thì mau chuẩn bị tiền cho tôi. Cô chuẩn bị sao cho coi được đó thì mừng. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, nếu cô báo cho bất kỳ ai biết giao dịch của chúng ta, hoặc là cô giở trò cho người ám hại tôi như lần trước, thì tôi sẽ cho gia đình cô biết cảm giác nhục nhã là gì. Lúc đó cô và gia đình cô sẽ sống không yên đâu. Tại sao anh ta còn sống chứ? Ê, cậu bạn. Thà vô, vô đi, dán đi cậu bạn. Vô đi luôn đi cậu. Chờ đây, chờ đây, chờ đây. Đúng rồi, đặt mà đúng rồi. Nè, cho tôi mượn thêm 100 bạc nữa được không? Hồi nãy mà tôi đặt á, là tôi thắng lớn luôn rồi. Tôi mà thắng á, tôi trả hết tiền cho ông luôn. Cho cậu dây thì cũng được thôi. Nhưng mà khi nào cậu về làm lành với ông hội đồng á. Chứ còn bây giờ mà cho cậu dây xong rồi á, cậu chơi thua. Biết khi nào tôi mới đòi tiền được cậu. Thôi thôi thôi, cho tôi mượn đi mà. Hôm nay tôi mà thắng á, tôi hứa tôi sẽ trả hết cho ông luôn đó. Vậy hả? Ừ. Ờ, vậy thôi, về đi. Để tôi khách chơi. Nè, về đi. Về đâu vậy? Nè, cậu Tư. Đỡ tôi chừng nào trả. Mong cái gì dữ vậy? Chừng nào có tiền á thì tôi trả. Tôi là con ông hội đồng nha. Không lẽ thiếu mấy người có bao nhiêu mà trốn mấy người sao? Tôi nói cho cậu nghe nha, em út của tôi cả đống này nè. Cậu mà không trả hôm nay á, tôi đập cho cậu mỹ mình luôn. Ủa, nhỏ nhỏ tôi cho nổi. Vài bữa nữa tôi có tiền tôi trả hết cho ông. Đừng có la lớn tôi mắc cỡ chết chứ. Cậu nhớ coi chừng tôi nha. Nhớ rồi. Ê, à, ê, bắt nó lại cho tao. Bắt nó. Thôi thôi, mình nghỉ chút đi. Nghỉ chút hả cậu chủ? Ừ. Động cái đó vậy? Hả? Lâm, chí Lâm. Trời ơi, bữa nay tôi tìm ông quá trời luôn mà hôm nay mới gặp được nè. Ông khỏe không? Nè, có chuyện cần nhờ ông chút. Ông cho tôi mượn chút tiền được không? Thôi thôi, tôi mang anh đâu đi cậu chủ. Lâm, thôi thôi, ra đi. Quay. Làm gì không quen tao? Tối ngày đi nhậu chùa với tao hoài mà. Giờ nó không quen tao là sao? Khốn nạn. Ông ở đâu? Ông có phải là cha của tôi không? Tại sao ông hại tôi như vậy hả? Anh em, gia đình, rồi bạn bè, tất cả đều là lũ khốn nạn. Mọi người đều muốn thằng tài này chết hết mà, đúng không? Tự nhiên giờ này má kêu mình qua làm gì không biết nữa. Tôi lại con, con có làm gì hết á. Tôi lại con, cô Dung, cô đừng có nhát tôi mà. Cô Dung. Chị bằng cái chi vậy? Tự nhiên giờ này ra đây chị lại đã nói âm sầm vậy. Trời, dừng là tới rồi mà. Mà giờ này chị đi đâu? Tôi đi qua phòng của má. Mà tự nhiên sao chị la vậy? Có cái gì đâu? Tôi mới thấy bóng bóng. Nè, chị đừng có nói với tôi cái chuyện đó nghe chưa? Nhưng mà không được, nói như vậy đã như bể chuyện ra một cái bị lỗ rồi sao? Nhưng mà tôi sợ lắm Dưỡng ơi. Con Dung á, nó có dạy tìm tôi hoài à. Chị đừng có như vậy nữa. Chị phải bình tĩnh lại. Con Dung nó đã chết rồi thì làm sao mà nó lại về nó tìm chị được. Chị mà cứ như vậy thế nào hai đứa cũng chết cho con. Bình tĩnh lại được không? Bây giờ nè, chị vẫn đi qua phòng má bình thường được chứ? Nhưng mà chị phải bình tĩnh, bình thường hết tất cả mọi chuyện. Đi đi, không có chuyện gì hết. Đi đi. Tôi mới thấy hồi đó đó.
cao trắng đang bơi ngoài cửa mà. Mình làm tôi hết hồn mà. Đâu có, tôi thấy nó mới, nó mới vừa bơi. Thôi, mình ngủ đi. Mà nè, bộ mình có làm gì có lỗi với Dung sao mà sợ như vậy? Mình nói cái gì tầm bậy vậy? Tôi có mượn gì đâu. Thôi, ngủ đi. Ngủ đi. Má, má ơi. Ừ? Chuyện gì vậy bây? Má ngồi xuống đi. À, má. Ừ? Con có công chuyện, con cần tiền gấp. Con hỏi chị Loan rồi mà chị Loan không có. Má có thể cho con mượn một vạn bạc được không má? Hả? Bằng chi mà bây cần số tiền lớn dữ vậy hả? Là chuyện riêng của con mà. Má cứ cho con mượn trước đi. Rồi từ từ con kể má nghe sau nha. Bây không nói lý do. Bằng chi mà bây cần số tiền nhiều dữ vậy? Má không có cho mượn đâu. Con không có nói được mà. Má cho con mượn đi. Rồi mai mốt con kể cho má nghe nha. Không có được. Mà rốt cuộc là có chuyện chi? Nói đi. Hả? Có chuyện gì vậy? Là Thành Thái. Là nó vẫn chưa có chết mà. Hả? Cái thằng khốn nạn này, nó đe dọa con. Nó không cho con nói cho ai biết hết á. Nó nói nếu như mà con cho ai biết, nó sẽ giết chết con á. Rồi nó tung hay cho mọi người biết chuyện xấu của nhà mình. Má giúp con đi má. Khốn nạn mà. Bậy đâu? Dạ thưa bà, cho khỏi con. Đi ra kêu Dưỡng Ba vô đây lập tức cho bà. Mau lên. Dạ.